Chào bạn, để phục vụ cho quá trình các bạn học ấy và thực hành cũng như là quá trình các bạn hành nghề sau này thì mình sẽ cung cấp cho bạn một cái folder có tên là HPA Form Project. Cái folder này nó được mô phỏng một cái folder quản lý dữ liệu của dự án mà mình vẫn đang sử dụng. Tất nhiên cái quản lý này ở dưới dạng cơ rất là đơn giản thôi. Mình đưa vào khóa học thì rất là đơn giản thôi để các bạn dễ sử dụng. Thì về các bạn thấy là cái folder này nó sẽ có các dữ liệu như là document, là các cái tài liệu liên quan đến dự án. Chúng ta sẽ có phần cat input là nơi chúng ta sẽ chứa tất cả những cái file cat dữ liệu để các bạn dựng hình ra. Trong đó có file cat là phần folder input, tức là các cái file cat mà các bạn nhận được từ những người thiết kế. Đó. Và từ những file cat này chính là những file cat mà mình đã giới thiệu trong clip trước ấy, những file cat này. Thì mình sẽ có một cái folder đó là folder cat import, tức là chúng ta sẽ xử lý những cái file cat input này và đưa vào import. Để chúng ta sẽ từ import này chúng ta sẽ đưa vào Revit để chúng ta tiến hành dựng hình. Ngoài ra thì mình sẽ có một file cat và cái khung tên này, cái này nó sẽ học trong bài triển khai phần dàn trang in ấn. Phần family là nơi nó sẽ chứa những cái thư viện của dự án, có những cái thư viện như là đồ nội thất này, hay là có những cái viện cửa đi cửa sổ này, hay là có những cái thư viện khác. Và trong quá trình các bạn học thì các bạn có thể lưu vào đây hoặc các bạn có thể vào đây và các bạn load được chưa? Model là nơi chúng ta mình sẽ chứa tất cả những cái file mà mình thực hành được, mình lưu ở đây cho các bạn. Và các bạn có thể từng bài thực hành các bạn có thể mở cái file này. Còn quá trình các bạn hành nghề thực tế thì khi các bạn làm dự án thì các bạn có thể lưu cái mô hình của bạn, mô hình Revit vào đây các bạn nhé. Được chưa? Còn đây hiện tại mình sẽ lưu tất cả những cái file step thực hành. Còn phần export là nơi mình sẽ lưu tất cả các dữ liệu mà mình xuất ra từ file Revit, như là các bản PDF, phần hình ảnh hay là các file cat. Được chưa? Thì đây là một cái folder mà mình, như mình nhắc lại, đó là cái folder mình dùng để quản lý dự án. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái folder này để học và để làm dự án sau này nhá. Ok. Rất hy vọng là cái folder này sẽ giúp ích các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.